Quý nhà xin chào quý cô bác anh chị em. Lên ở đầu thì cho quý nhà gửi lời chào, lời chúc sức khỏe tới tất cả mọi người. Mình chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ, an nhiên và làm việc thật là hiệu quả. Cảm ơn mọi người đã quay trở lại với cuộc trò chuyện ngày hôm nay của quý nhà nhé. Có rất là nhiều quý cô chú anh chị em lên tiếng và hỏi rằng là tại vì sao trong tuần giáp năm của cô hai tại bên Việt Nam chịu quên đi phạm lại không về để có thể là lo liệu cho mẹ của mình. Thì để giải đáp cho tất cả những cái câu hỏi của mọi người, trong ngày hôm nay chị Wendy Phạm cũng đã chia sẻ một cái dòng trạng thái như thế này. Chào cả nhà, cũng gần tới ngày giáp năm của mẹ con. Sau nhiều ngày bàn bạc cùng với lại gia đình thì con đã chọn ra ngày 25 tháng 9 của năm 2022 này để làm lễ và kính mời ông bà, cô bác tới dự lễ cùng với lại gia đình tại tỉnh xá Giác An. Buổi lễ sẽ bắt đầu vào 10 giờ 30 phút sáng và hoàn mãn vào 8 giờ tối. Và ngày đó tại tỉnh xá Giác An cũng bắt đầu bán sách viết về mẹ, là cuốn sách do một nhà soạn giả tại Mỹ viết về cô hai đó quý cô chú anh chị. Toàn bộ lợi nhuận bán sách sau khi trả cho phía Amazon, còn lại sẽ đưa ra cho quỹ từ thiện Phi Nhung Forever. Con mong là sẽ gặp mọi người và chia sẻ ngày ý nghĩa này của gia đình con và những người yêu mến mẹ. Dạ vâng, đây là những cái dòng chia sẻ mà chắc có lẽ rằng là tất cả mọi người cũng sẽ không còn nghi ngờ hoặc là đặt những cái câu hỏi trong tuần giáp năm của cô hai nữa nhé. Ở bên Mỹ thì chị Wendy Phạm sẽ là cái người đứng ra để lo liệu tuần giáp năm cho cô hai. Còn ở bên Việt Nam thì mọi người đừng có lo, bởi vì đã có chị Diễm Phạm, sư cô Thích Nữ Minh Viên và đặc biệt là có sự chung tay của chú Mạnh Quỳnh có thể là lo chu toàn cho cái tuần giáp năm của cô hai rồi. Ai cũng đều biết được rằng là tháng 9 của năm 2021 thì gia đình của cô hai có biết bao nhiêu là cái cảm xúc hỗn độn tràn về và ngập trong một cái bầu trời được gọi là tang tóc khi phải chứng kiến người thân của mình ra đi trong cái sự tức tưởi đến như vậy. Dịch giả thì hoành hành suốt tận 3 năm. Chị Wendy và đại gia đình của chị ấy tại bên Mỹ cũng chưa một lần được gặp cô hai. Dạ vâng, 3 năm đằng đẵng đó quý cô chú anh chị. Cái mong mỏi lớn nhất của mọi người là sẽ gặp lại cô hai với một cái hình hài được gọi là nguyên vẹn. Nhưng tiếc thay rằng là cô hai đã ra đi mãi mãi, chưa kịp nói lời tạm biệt với tất cả mọi người. Đó là cái sự tiếc nối nhất mà chắc có lẽ rằng là tháng 9 của năm 2022 đối với gia đình của cô hai, nó sẽ luôn là một cái nỗi buồn mà buộc họ phải chấp nhận điều đó. Dạ vâng, có ai đâu ngờ rằng một cái gia đình đang hạnh phúc ấm êm, đang sum vầy bên nhau và luôn dành cho nhau những cái tình cảm rất là ấm áp và một bài con thơ luôn mong mỏi mẹ mình sẽ đi diễn về, lại có thể là đánh đổi một người mẹ hết mực yêu thương của các em mãi mãi. Đáng lẽ ra những cái câu chuyện không đâu vào đâu, nó sẽ không bao giờ làm lung lay cái ý chí của cô hai nếu như những cái người ở bên ngoài người ta thiêu dệt và bịa chuyện cho cô hai thì nó cũng đã đành đi. Còn cái tình thương, cái tình cảm mà cô ấy dành cho một cái người suốt 6 năm vừa qua, coi như là con, là cháu trong gia đình, coi như là người thân ruột thịt, thì thử hỏi rằng là có cái nỗi đau nào hơn cái nỗi đau đó hay là không. Quý cô chú anh chị em biết rồi đó, khi mà cô hai quyết định đi theo cái tiếng gọi của con tim là lao ra giữa vùng đại dịch Covid-19 để hỗ trợ cho bà con nghèo. Thứ nhất là cô ấy với một cái tinh thần được gọi là tương thân tương ái. Thứ hai là cô ấy muốn đi làm thiện nguyện, vì chỉ có đi làm thiện nguyện ngay tại thời điểm lúc đó mới làm cho cô ấy được thanh thản cái tâm hồn. Và cô ấy cứ lao đi như vậy và không có muốn về nhà ngay tại thời điểm lúc đó, là không còn để chứng kiến những cái sự hoài nghi, những cái sự ngờ vực, những cái điều tối tăm do cái gia đình của anh cờ đã tạo dựng ra. Quý cô chú anh chị em thử nghĩ xem, khi mà mình đang bị áp lực mà mình về tới nhà, mình gặp được những cái con người mà luôn tạo ra gấp đôi gấp ba cái sự áp lực
đè vào trong đầu, trong não của mình, thì chắc chắn rằng là đối với cô hai, cô ấy sẽ không bao giờ mà chịu được. Những con người mà lúc nào cũng chỉ tiền và tiền, ở bên ngoài thì người ta rủa xả, người ta đi đòi nợ thuê cho anh ta, còn ở trong nhà thì anh ta luôn đóng trong một cái vai được gọi là con ngoan trò giỏi, không bao giờ biết đòi tiền. Và ngay kể cả mẹ ruột của anh ta cũng năn nỉ ý ới cô hai giữ lại cái số tiền cát xê đó, chờ một ngày nào đó thích hợp họ sẽ lấy lại. Thì không biết đâu mà lần hết quý của chú anh chị. Ví dụ như mà gia đình của họ mà dứt dạc, tôi muốn lấy lại cái số tiền đó và tôi muốn đi ra khỏi nhà của cô trong mùa đại dịch Covid-19 á, thì cho dù là có khó khăn hay là có cực khổ đến cỡ nào đi chăng nữa, cô hai cũng sẽ phải trả lại số tiền cát xê đó. Nhưng cô ấy sẽ không bao giờ mà làm được cái chuyện được gọi là để cho gia đình của anh ta đi ra khỏi nhà của cô ấy trong cái mùa dịch giả khó khăn như vậy. Tại vì bản thân của cô ấy là một người có cái tấm lòng từ bi, và cô ấy chỉ muốn rằng là qua dịch đi, chuyện đâu thì nó còn có đó. Tiền bạc thì mình có thể là trả được, nhưng mà cái tính mạng của con người thì không thể nào mà lấy lại được. Cho nên đó quý cô chú và chị, cô ấy đều đi làm những cái việc thiện nguyện, rồi cứ tích cực làm như vậy, rồi nhiễm bệnh khi nào không hay. Và có nhiều quý cô chú anh chị em lên tiếng nói rằng là cô hay ra đi vì Covid-19, chứ làm gì có liên quan đến anh cờ mà trực tiếp và gián tiếp gây ra cái sự ra đi của cô hai. Thì nếu như mà quý cô chú anh chị mà đang nằm trong cái hoàn cảnh của cô hai á, thì mới có thể là hiểu được biết bao nhiêu là cái áp lực nó đè nén. Và hàng ngày cô hai phải chứng kiến, phải nghe biết bao nhiêu cái lời gièm pha, những cái lời dị nghị. Cho dù là một con người khỏe mạnh, đang bình thường, cũng khó có thể nào mà vượt qua lắm. Chứ đừng có nói gì mà một người đang thập tử nhất sinh. Và cô hai là một cái người có cái tính rất là kiên định. Một là một mà hai là hai. Chuyện đúng là phải đúng, mà sai là phải sai. Không có song song hay là có xen kẽ với nhau như vậy. Bản thân của con người mà chính trực ở mọi người, người ta không thể nào mà người ta nghe những cái lời mà nó sai sự thật về mình như vậy. Nhưng đáng lẽ ra là một người mà ở trong nhà của cô hai suốt 6 năm vừa qua đã từng dành cho cô hai những cái lời mặt ngọt, nào là mẹ ơi, nào là chị hai ơi á, thì chắc chắn rằng là người ta sẽ không bao giờ mà để cho cô hai phải chịu những cái áp lực của dư luận như vậy. Và đặc biệt những cái áp lực dư luận đó là do chính họ đã tạo dựng nên, và họ là cái người trực tiếp và gián tiếp đưa ra những cái áp lực dư luận đó. Và chung quy tóm lại là nếu như bản thân của họ ngừng đúng lúc và lên tiếng đúng thời điểm, thì chắc chắn rằng là cho dù ở bên ngoài người ta có bủa vây về phía của cô hai, cô hai cũng sẽ không bao giờ mà lung lay cái ý chí đâu quý cô chú và chị em ạ. Tại vì người thân của cô ấy, những người mà cô ấy yêu thương nhất, cô ấy chỉ muốn sống vì những người đó. Còn những cái người ở bên ngoài, cô ấy chỉ coi rằng là lời nói gió bay thôi. Nhưng mà cái quan trọng nhất chính là cái người con mà cô ấy nuôi dưỡng suốt 6 năm vừa qua. Cô ấy đặt kỳ vọng rất là nhiều vào người này, và cô ấy cũng đã cố gắng nỗ lực để có thể là lo cho anh ta rất là nhiều. Chung quy tóm lại là cái con người đặt điều bịa chuyện đó, thì tất nhiên rằng là người ta sẽ không bao giờ cảm thấy áy náy với lương tâm của họ. Họ nghĩ rằng là họ làm đúng, họ nghĩ rằng là họ là người bị hại. Và 13 ngày đếm ngược, có cho dù là cái người đúng hay là sai gì đi chăng nữa, thì các bác lớn cũng sẽ trả lời cho những cái câu hỏi mà tất cả mọi người biết được rằng là anh ta làm gì có cái số tiền cát xê 9 đến 10 tỷ đồng trong vòng 6 năm để mà cô cuồng cuộn phải đi đòi nợ hộ cho anh ta. Và cái số tiền cát xê đó là mẹ ruột của anh ta năn nỉ ý ới phía bên gia đình của cô hai giữ giùm mà. Chứ đâu có phải rằng là người ta không muốn trả. Và gia đình của người ta làm ra những cái chuyện tày trời như vậy là với một cái mục đích như thế nào? Và bộ kền kền của anh cờ đưa những cái câu chuyện thiêu dệt và bịa đặt ra bên ngoài là nhờ vào cái sự góp sức của ai? Chung quy tóm lại,
từ từ thì khoai cũng sẽ nhừ, từ từ rồi cũng sẽ trả lời tất cả những cái câu hỏi của tất cả quý cô chú anh chị em đã đặt ra trong thời gian vừa qua. Ok, cái đoạn video này của Quý Nhà thì xin kết thúc tại đây. Mình chúc mọi người luôn dồi dào sức khỏe, bình an và vạn sự như ý. Và nếu thích cái đoạn video này của Quý Nhà thì các bạn có thể like, share, subscribe để ủng hộ cho cái kênh của Quý Nhà nhé. Mến chào mọi người và hẹn gặp lại ạ.